sao mà chúng ta cần phải nắm rõ được cái cách sử dụng, bởi vì từ cái cách sử dụng đấy thì chúng ta mới tìm ra được cái bài đánh nó phù hợp. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ba à, cái cách để chúng ta có thể sử dụng được một chiếc ghế massage hiệu quả nhất ngày hôm nay thì ngọc gia ba sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để làm sao mà chúng ta sử dụng được những chiếc ghế massage nó làm sao mà nó ra được cái hiệu quả tốt nhất cho cơ thể của chúng ta thì thông thường cái mục đích của chúng ta mua những chiếc ghế massage về đó chính là để làm cho cơ thể của chúng ta cảm thấy thư giãn cảm thấy thoải mái hơn và đặc biệt là một số những cái người mà có những cái bệnh về xương khớp hay là những cái bệnh về mệt mỏi thì khi chúng ta mua những chiếc ghế massage thì cái điều chúng ta mong muốn nhất đó là làm sao để nó giảm đi được những cái vấn đề như vậy. Thì ngày hôm nay thì Ngọc Sao Ban sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết hơn về ba cái cái cách để chúng ta có thể sử dụng được ghế massage hiệu quả. Điều đầu tiên đó là trước khi mua một bất kỳ một chiếc ghế massage nào, chúng ta phải xác định được cái chiếc ghế đó nó có hiệu quả hay không thì nó phải phù hợp với mỗi chúng ta bởi vì mỗi một chiếc ghế massage khi sản xuất ra nhà sản xuất họ sẽ đưa ra một cái thông điệp để làm sao nó tập trung vào cái mục tiêu của khách hàng trong cái thời điểm đó. Ví dụ ở đây, chúng ta nếu mà chúng ta mong muốn là những cái chiếc ghế massage đánh mạnh, những cái người mà như có những cái cơ, tức là cái cơ nưng và cơ xương ưa đánh mạnh thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái dòng nó đánh mạnh thì nó mới ra được hiệu quả. Bởi vì có những cái người mà đánh nhẹ quá thì nó không thể ra được hiệu quả thì chúng ta có thể chọn những cái dòng như National hoặc là Panasonic thì cái động tác đánh của nó nó sẽ mạnh hơn một chút thì đấy là cái vấn đề là lựa chọn để sao cho phù hợp rồi có những người đau về cổ vai gáy thì tất nhiên với một chiếc ví dụ như AS730 này nó chưa có bóp vai các bạn nhé thì chúng ta đang mỏi vai thì chúng ta lại mong muốn rằng là nó phải có bản bóp vai thì do đó nên chúng ta phải lựa chọn những cái bài mà nó thiên về cái phần có bóp vai ví dụ như ở đây ở những cái mã nó có bóp vai thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn và khi nó có bóp vai thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái sự dễ chịu và nó sẽ chuyên sâu hơn thì đó chính là cái lý do việc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta phải lựa chọn được cái chiếc ghế massage nó phù hợp với cá nhân cũng như là con người của mình. Thêm một nữa mà để chúng ta khi mà chúng ta mua được chiếc ghế rồi thì để cho chiếc ghế của chúng ta nó dễ dàng trong cái vấn đề chúng ta sử dụng để đạt ra hiệu quả thì trước tiên chúng ta phải hiểu được những cái bài đánh của chiếc ghế massage Thông thường một chiếc ghế massage nó sẽ chia làm hai hai dạng Đó chính là cái bài đánh tự động và bài đánh vùng Ở đây ví dụ như dòng Furikyo các bạn thấy nhé Những cái bài đánh tự động ở đây thì các bạn có thể thấy này Những bài đánh 30 phút này Bài chuyên sâu uh, bài toàn thân này Bài kéo giãn cuộc sống này Rồi đây là bài chuyên sâu về vai Chuyên sâu về nưng Tức là ở đây chúng ta sẽ có những cái bài tự động Và chúng ta phải lựa chọn cái bài đánh nó phù hợp với mình Thông thường khi chúng ta sử dụng ghế massage thì chúng ta phải thưa Thông thường chúng ta sẽ ưu tiên những cái bài đánh tự, tự động và chúng ta hay lựa chọn theo một cái thói quen. Ví dụ có những người uh, khi mà mua ghế xong thì chủ yếu sẽ dùng những bài 30 phút và bài toàn thân này. Nhưng đó là cái cách cũng tốt. Nhưng câu chuyện nếu chúng ta muốn hiệu quả, ví dụ chúng ta đau ở phần nưng uh, thì chúng ta phải, uh, phải tập trung vào chọn cái bài ở phần nưng này để nó đưa ra được cái hiệu quả. Hoặc chúng ta đau ở phần vai thì chúng ta phải lựa chọn những bài vai thì nó mới đưa ra được cái hiệu quả cho chúng ta và đó chính là cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải nắm rõ được cái cách sử dụng bởi vì từ cái cách sử dụng đấy thì chúng ta mới tìm ra được cái bài đánh nó phù hợp và bài đánh phù hợp thì nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái mong muốn của chúng ta thêm một cái điều nữa rất là quan trọng ở trong cái sử dụng ghế massage đó là cái cái, cái cách chúng ta lựa chọn những cái chiếc ghế massage và quan trọng nhất là cái lực đánh cho làm sao để cho nó phù hợp thì với một chiếc ghế massage thì thông thường nó sẽ có những cái phần để chúng ta lựa chọn cái lực đánh tức là cái con lăn ấy nó lựa chọn nó phù hợp để chúng ta sẽ từ cái bài đánh đó con lăn nó sẽ đi phù hợp thì nó sẽ tạo ra được cái hiệu quả à, sâu hơn và tốt hơn thì đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý để làm sao chúng ta sẽ sử dụng được những chiếc ghế massage nó phù hợp nhất. thêm một phần nữa rất là quan trọng trong cái cái chiếc ghế massage mà chúng ta muốn sử dụng hiệu quả thì chúng ta phải lưu ý về cái vấn đề là thời gian sử dụng. Thì mọi người vẫn cứ nghĩ là nếu mà chúng ta sử dụng một chiếc ghế massage càng nhiều thì càng tốt, nhưng đó lại là không phải. Thông thường với mỗi một người sử dụng ghế massage thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian sử dụng là 30 phút cho đến là một tiếng là quá nhiều so với cả một người. Ở đây thì các bạn có thể thấy với một chiếc ghế massage tại sao người ta lại làm một cái bài đánh đó là cái bài 30 phút và bài 7 phút ở cái bài 30 phút là họ đã tính toán cho chúng ta rồi Với cái bài 30 phút thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta Nó sẽ có được cái hiệu quả Và cái hiệu quả này nó dựa trên những cái thông số Mà cái người Nhật người ta đã tính toán với một cơ thể con người Ví dụ ở đây nó sẽ có thêm cái bài 5 phút Là dành cho chúng ta khi chúng ta massage nhanh Nên là không hẳn là chúng ta sẽ mua ghế massage về Mà chúng ta sử dụng nâu no đã là tốt Và thông thường chúng ta sẽ sử dụng tầm 30 phút Nhiều nhất là một tiếng là đã là tốt nhất rồi còn nếu mà chúng ta sử dụng nhiều quá thì cái cơ thể của chúng ta, các cái phần cơ cũng như phần xương của chúng ta nó sẽ bị tác động nhiều quá, nó sẽ gây ra những cái điều nó không tốt. Và đó là ba cái lý do tại sao chúng ta cần phải tìm hiểu để chúng ta có thể là sử dụng được ghế massage hiệu quả nhất. Và nếu các bạn có những cái vấn đề gì liên quan đến sử dụng về ghế massage từ ghế massage nội địa Nhật hoặc những chiếc ghế massage uh, mua siêu thị thì các bạn có thể liên hệ với Ngọc Japan theo số điện thoại 097 494 năm mình sẽ tư vấn cũng như là giải đáp cho các bạn để làm sao các bạn có thể sử dụng được những chiếc ghế massage hiệu quả nhất